Hiếu Video xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền tổ quốc nha. Và trong video buổi chiều nay em trân trọng được review đến toàn thể các bác cũng tất cả anh em một mẫu đẩy cho các bác chơi gia đình hoặc các bác có thể cũng có thể đi chơi sự kiện được. Dòng đẩy game máy ở đại E9500. Và cũng thưa các bác, đây là dòng đẩy thương hiệu của Đức được nhập bởi công ty MB Auto. Và đây là dòng đẩy mới tinh được sản xuất Trung Quốc các bác nhé, được bảo hành một đổi một trong một tháng đầu và bảo hành kỹ thuật trong vòng một năm. Vì nói đến sản phẩm đẩy này thì bản thân cửa hàng em đã bán trong vòng 7-8 tháng qua. Ngay từ đầu mới về em nhập được 30 chiếc và hôm nay thì cũng là lô đẩy đầu tiên mới bên cửa hàng mình nhập về. Và cũng chỉ số lượng chỉ về có 10 chiếc trước mắt tạm thời bác nhé, 10 chiếc thôi. Và cái dòng đẩy này thì cho chất âm rất là hay vì nó sử dụng đây mạch B3 bác nhé. Đây bác nhìn này, mạch B3 hàng mới tinh. Đây đây nó sử dụng cái tấm tản nhiệt kia thì em cái tấm này tấm nhựa này, cách nhiệt tấm này thì em lại bóc ra. Bóc ra đây, bác nhìn sử dụng vỉ mạch bên trong cực kỳ chất lượng. Sử dụng cái vỉ B3 như biết rồi, cái chất âm của những dòng vỉ mạch B3 này thì cho chất âm tiếng rất là sáng tiếng và sạch bác nhé. Sử dụng đây đến tận 16 tụ lọc nguồn, nhìn cực kỳ chất. Và sử dụng một bán kính nguồn đồng nó rộng khoảng 20 cm bác nhé, găng tay em nó 22 thì bán kính nguồn đồng này rộng 20 cm, size 2U cao. Và đằng trước thì con này thì bác nhìn thì cũng cực kỳ chất và hầm hố. Sử dụng ở đây mặt đằng trước mặt phay nhôm. Game E9500 4 kênh. Mỗi kênh con đẩy cho ra công suất khoảng 900W một kênh, có thể đánh tốt. Đây là một cặp 30, một quả phun đôi 30 một kênh, hoặc nếu đánh 40 bác đánh cho em một quả 40 một kênh, hoặc đánh một quả súp đơn một kênh bác nhá. Đấy. Dòng mạch B3 thì hiệu suất nó cho rất là cao vì nó sử dụng cái mạch CH, các bác đã biết rồi. Mạch CH thì ngoài cái độ cân nặng nó khá là nhẹ, nó nhẹ hơn so với hàng sò, so với hai dòng đẩy hai hàng sò. Con này nó đang nặng trọng lượng chắc khoảng độ 26-27 kg, khoảng 25-26 kg bác nhé. 25-26 kg. Các bác nhìn cùng từ vỉ mạch này cực kỳ chất này, tất cả các chân nó đều là bơm keo hết bác, gọn gàng bác nhé. Cái mặt này mặt dán cái tấm này, là tấm này nó dùng keo để bóc ra. Vỉ bên màu xanh mạch B3, đây là những cái con mofet trên vỉ, từng vỉ sử dụng dòng đẩy 4 kênh. Đây là bán kính, đây là nguồn đồng nhé, nguồn đồng nó nhìn tổng thể sử dụng hai quả ở đây, con này sử dụng đến hai quạt gió tản nhiệt bác nhé. Nó hơi check, hai quạt gió này nhìn hơi check bác nhé, để hút gió hút hơi nóng ra. Thì dòng này hiệu suất cao và chạy rất là mát bác nhé, mát hơn so với dòng mạch class AB. Những dòng mạch class AB thì hiệu suất nó thấp hơn thì nó cái nguồn phả ra sẽ nóng hơn một chút bác nhé. Để phía sau in rõ công suất này, suất của nó là 900W để lỗ chở 8 ohm game auto. Những công suất thực thường lối dòng đẩy này em báo các bác cũng sẽ hao đi một chút, nó sẽ giao khoảng 50W các bác ạ. Và như các bác nhìn thì con này nó gồm 4 đường tín hiệu đầu vào, các bác nhìn này, 4 đường tín hiệu vào và sử dụng đây 4 đường ra bằng lưu trích và đường dắt kẹp đấy. Và các chế độ đánh bác nhìn này, con này thì nó gồm các chế độ đánh nhé bác nhé, ở giải này 32 dB này, 40 dB này, từng kênh một đấy nhá, đấy từng dài từng nhánh luôn. Nhà nó thiết kế mạch B3 nó biết rồi, cái này bác nhìn nó biết rồi, 4 kênh. Mạch B3 này cho hiệu suất cao và cũng như là tiếng rất là sáng và sạch. Riêng cái dòng này tiếng nó rất là sạch bác nhá, tiếng sạch sẽ, trong trẻo, sáng tiếng. Nếu các bạn đã sử dụng những dòng đẩy như mạch B3 thì bác biết rồi. Thì đối mẫu này cũng vậy, nó sử dụng nhưng vấn đề là một con đẩy công suất lớn cũng như là dòng đẩy 4 kênh phù hợp cho bác chơi gia đình hoặc các bác đi chơi những sự kiện vừa và phải. Bác chơi những dòng đẩy này cực kỳ hợp lý và cái mức giá mà mình đưa ra cũng rất là hợp lý. Bác báo cáo bác biết thì thời điểm này công ty họ nhập về và đưa ra một cái mức giá cực kỳ dễ chịu đối với sản phẩm đẩy chất lượng cũng như là giá thành cực kỳ hợp lý bác nhé. Thì bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình. Thì đối với con đẩy này thì em sẽ tiến hành test chất âm ở video sau, vì những con đẩy này em đã bán trong một thời gian rất là dài và cũng có những bài test chất âm rồi. Thì đây em đang tiếp khách
hai bác khách đây, vướng cửa hàng công điện làm luôn video test luôn, đang quay thì các bác đến. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác, có như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình qua hai số điện thoại hotline đây là 0919182233 hoặc 086999 7229, hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội các bác nhé, để được các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.